Hello anh em, đây là iPhone 15 Plus và đây mình có một chiếc iPhone 15 thường. Có thể nói là hai chiếc điện thoại iPhone giá tương đối mềm so với những người anh em như là 15 Pro hay là 15 Pro Max. Và mình biết là ở đây có rất là nhiều anh em cũng đang tương đối là thắc mắc khi mà chúng ta không biết là nên lựa chọn phiên bản 15 thường hay phiên bản 15 Plus cho những cái nhu cầu trải nghiệm hàng ngày của bản thân. Và sau một quá trình trải nghiệm cả hai máy luôn thì trong video ngày hôm nay mình rất là muốn chia sẻ với anh em những cái trải nghiệm của cá nhân mình về việc là sử dụng 15 thường và 15 Plus nó sẽ như thế nào. Và việc là chênh lệch giá khoảng tầm là 3 triệu đồng giữa phiên bản Plus và phiên bản thường thì anh em nên lựa chọn cái phiên bản nào sẽ là phù hợp với nhu cầu của bản thân. Thì anh em nhớ xem hết video nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Vũ Official và mình là Tòa Tinh Tế. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế. Thì nhìn tổng quan về cái chiếc máy này, cả phiên bản thường và phiên bản Plus, thì anh em sẽ thấy là gần như nó không khác biệt gì so với những phiên bản tiền nhiệm. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế tương đối là vuông vức, nhưng nó vẫn hơi mềm mại khi mà Apple họ bo cong cái phần khung viền này. Đó vẫn là một cái khung nhôm nguyên khối. Tuy nhiên, có một cái điểm nâng cấp mình thấy là cực kỳ tinh tế của Apple, đó chính là việc mặt lưng kính này. Đây là mặt lưng kính nhám. Và với những người mà thường xuyên gọi là ra mồ hôi tay và dấu vân tay như mình thì cực kỳ ngại khi mà sử dụng máy trần. Và với mặt lưng kính nhám này, khi mà mình nhìn trực tiếp hay nhìn nghiêng, nhìn trái, nhìn phải thì mình cũng không thấy cái mồ hôi và dấu vân tay luôn. Thì mình thấy là cái mặt lưng kính nhám này nó work hơn rất nhiều so với cái mặt lưng kính bóng trước đây. Một cái nâng cấp tương đối là tinh tế của Apple để họ lắng nghe người dùng và phục vụ người dùng tốt hơn. Và một cái phần thứ hai các bạn sẽ thấy là về phần cảm quan cầm nắm thì cả hai máy này nó vẫn cho cảm giác cầm nắm rất là thoải mái, mình không hề có cảm giác là cấn tay. Đấy, có một cái anh em sẽ thắc mắc là liệu 15 Plus nó có nặng hay không? Thì thực tế nếu như mà các bạn cầm cả hai máy như bản thân mình đang cầm này thì thực tế là 15 Plus nó không quá nặng đâu. 15 Plus sẽ có trọng lượng là 215g, trong khi đó thì 15 thường sẽ có trọng lượng là 171g, tức là trên nhau khoảng tầm 30g. Và với việc là 30g nó rất nhẹ, cầm trên bàn tay thì anh em sẽ không thể cảm nhận được. Đấy. Và thêm một cái nữa đó là với việc là có một cái kích thước màn hình lớn hơn, tức là 6.7 inch trên iPhone 15 Plus so với 6.1 trên iPhone 15. Thành ra đó là việc cái không gian trải nghiệm, cái không gian trải nghiệm khi mà anh em chơi game hay là anh em giải trí nó cũng sẽ đã hơn, đã tay hơn, đã mắt hơn. Vậy nên đối với cá nhân mình, nếu những bạn nào có thể là các bạn nữ hoặc là những bạn nào mà các bạn nam mà các bạn muốn sử dụng điện thoại bằng một tay đó, và để cái tay còn lại các bạn làm những cái tác vụ khác, thì các bạn có thể chọn cho mình là phiên bản 15 thường. Còn đại đa số anh em thì mình nghĩ là nên chọn 15 Plus sẽ là một cái phiên bản phù hợp. Thực ra nó không quá to và cấn tay đâu, nó một tay và hai tay vẫn sử dụng thoải mái. Và kể cả bạn nữ hay bạn nam, mình nghĩ là 15 Plus nó vẫn sử dụng thoải mái. Rồi, tiếp theo là về phần màn hình. Thì đối với cá nhân mình, màn hình là một trong những điểm nâng cấp rất đáng chú ý trên iPhone 15 và 15 Plus. Đó chính là việc chúng ta đã được trang bị Dynamic Island, được đưa từ 14 Pro và Pro Max lên 15 thường với 15 Plus rồi. Không chỉ có là Pro và Pro Max mới có, thì bây giờ bản thường cũng đã có luôn. Đấy, cầm điện thoại ra đường chúng ta tự tin, đấy, tôi cũng có Dynamic Island, đó, chúng tôi cũng có viên thuốc, đúng không ạ? Và với một cái màn hình OLED Retina XDR thì cái trải nghiệm về cái hiển thị của cá nhân mình cũng rất là tốt. Khi mà chúng ta xem video, chúng ta chơi game, chúng ta có những cái nội dung giải trí, và thậm chí là khi các bạn xem những cái nội dung HDR trên cái màn hình này thì chất lượng hiển thị vẫn rất là tuyệt vời. Và phần tiếp theo trong phần màn hình này đó chính là phần độ sáng. Thì đây cũng là một cái nâng cấp rất đáng chú ý trên 15 và 15 Plus. Cả 15 và 15 Plus thì anh em sẽ có độ sáng tối đa theo như Apple công bố lên đến là 2000 nit. 2000 nit là cực kỳ cao, và mình đã thử trải nghiệm con này ở ngoài trời nắng 12 giờ trưa hay là trong điều kiện ánh sáng văn phòng, mình bật hết đèn lên luôn, ánh sáng cực kỳ mạnh, thì cái cảm giác của mình trải nghiệm nó vẫn rất là thoải mái, nó không bị che mất chữ hay là hình ảnh. 2000 nit là cực kỳ sáng, nhưng mà đó là khi anh em sử dụng trong môi trường điều kiện ánh sáng cực mạnh thôi. Còn lại với nhu cầu sử dụng thông thường của cá nhân mình thì mình cảm giác là mình bật 60-70% độ sáng của màn hình là đã quá đủ dùng rồi. Đấy. Có một cái mình hơi đáng tiếc một tí xíu trên 15 và 15 Plus, đó là cái màn hình này vẫn chỉ là màn hình 60Hz. Tất nhiên rồi, không thể nào mà đòi hỏi 120Hz như trên phiên bản Pro và Pro Max, đúng không? Thì tất nhiên là với màn hình 60Hz thì sao? Những cái việc mà anh em vuốt, anh em kéo hay là những cái animation trên cái màn hình này, nó không thể nào nó mượt mà 100% như là trên màn hình 120Hz của phiên bản Pro hay là Pro Max hay như trên những chiếc iPad Pro được. Nhưng mà mình nghĩ là anh em cũng không cần quá lo lắng, bởi vì với những cái nhu cầu hàng ngày trải nghiệm bình thường thì 60Hz nó vẫn tương đối là đủ dùng rồi, không cần đến mức quá là cao cấp, trừ khi anh em yêu cầu rất cao về cái phần animation thì anh em mới cần đến 120Hz. Và tiếp theo là về phần dung lượng pin, thì anh em sẽ thường thắc mắc đó là với một con iPhone 15 thường nhỏ gọn như này thì pin nó có yếu hay không, và với một con iPhone 15 Plus to như này pin nó có trâu hơn nhiều hay không. Anh em sẽ để ý đó là trong những cái buổi ra mắt iPhone ấy thì Apple thường họ sẽ không bao giờ họ công bố cái dung lượng pin thực tế của những chiếc iPhone này cả.
mà hầu hết là nó sẽ được đo bởi các bên thứ ba. Và theo như mình được biết thì pin của iPhone 15 thường có dung lượng sẽ là 3349 mAh, còn với iPhone 15 Plus nó sẽ trâu hơn khoảng tầm 1000 mAh, mà cụ thể là khoảng tầm 4383 mAh. Mình nhớ không nhầm là như vậy, tức là trâu hơn khoảng tầm 1000 mAh. Và với cái nhu cầu trải nghiệm của cá nhân mình hàng ngày, thông thường mình sẽ để âm lượng khoảng tầm là 70% và độ sáng cũng là khoảng tầm từ 60 đến 70% độ sáng. Thì mình lướt web, mình nhắn tin, mình nghe nhạc, mình xem video YouTube, TikTok khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, cộng với đó nữa mình chơi khoảng tầm 1 đến 2 tiếng liên quân. Thì chiếc 15 thường này vẫn trụ vững từ 8 giờ sáng cho đến khoảng tầm 7 8 giờ tối. Và với 15 Plus thì tất nhiên nó sẽ trâu hơn rồi. Đấy là nhu cầu cá nhân mình, là mình xem video và mình nhắn tin, mình chơi game rất nhiều trên các nền tảng. Còn nếu như anh em nào mà ít chơi game, anh em sử dụng chỉ với các tác vụ hàng ngày là nghe nhạc, là lướt web, là lướt mạng xã hội cũng như là nhắn tin nghe gọi bình thường, ít chơi game, thì con 15 Plus này nó hoàn toàn có thể trụ vững trong vòng 2 ngày. Tất nhiên mình nói là 2 ngày đó là với trải nghiệm của cá nhân mình thôi, và với việc là các bạn ít chơi game thôi, còn lại trải nghiệm cá nhân của mỗi người là khác nhau. Cái ứng dụng mà các bạn mở ra, cái mức độ hao pin nó sẽ khác nhau, cái thời lượng on screen các bạn cũng sẽ khác nhau, cái mức độ sáng hay là âm lượng của các bạn cũng sẽ khác nhau. Thành ra sẽ không thể nào mà đánh giá cụ thể được. Nhưng mà mình nghĩ là với cái nhu cầu cá nhân bình thường, các bạn không có chơi game nhiều, các bạn không có lướt video quá nhiều, thì 15 thường pin của nó hoàn toàn đủ đáp ứng một ngày. Còn nếu như mà anh em cần xem video nhiều, anh em lướt web nhiều, anh em chơi game rất nhiều, thì anh em nên chọn phiên bản 15 Plus cho mình nhé. Đó là về thời lượng pin. Vậy thì thời gian sạc trên cả hai con máy này thì sao? Cá nhân mình đã cùng xài hết pin và cùng cắm sạc một lúc thì cả hai con máy này thực ra là nó không chênh nhau quá nhiều về cái thời gian sạc đâu. Xấp xỉ đâu đó khoảng tầm là 1 giờ 40 phút để sạc đầy 100% anh em nhé. Nhưng mà với cá nhân mình, thông thường là mình sạc từ 0 đến 80% là mình đã rút sạc ra để mình sử dụng rồi. Mình không muốn lãng phí cái thời gian từ 80% lên đến 100%, bởi vì anh em sẽ thấy là từ 80 lên đến 100 sạc nó rất là lâu. Đó. Và đó là mình sạc với cái sạc chuẩn zin của Apple, là sạc cục sạc zin 20W anh em nhé. Và mình cũng hy vọng là trong thời gian tiếp theo thì Apple họ có thể nâng cấp chuẩn sạc lên, khi mà anh em sẽ thấy là những cái hãng Android bây giờ thì cái chuẩn sạc của họ đã khoảng tầm là 40-50W, thậm chí là một số hãng Trung Quốc người ta đã có thể làm được trên 100W rồi. Apple thì vẫn lẹt đẹt 20W, hơi buồn nhỉ. Tiếp theo nữa, với việc là trang bị cổng Type-C trên cả iPhone 15 và 15 Plus thì anh em sẽ có một cái sự đồng bộ rất tốt khi mà chúng ta không cần phải xài cổng Lightning nữa. Tức là các bạn có thể xài chung sạc với những chiếc iPad, những chiếc MacBook đúng không ạ? Và nếu như các bạn đi học, các bạn đi làm, các bạn quên mang sạc thì không sao cả. Chúng ta có thể mượn sạc của những ông xài Android cũng là cổng Type-C, cắm vào sạc bình thường, nó có một sự đồng bộ rất là cao. Đây là một điểm rất đáng chú ý khi mình rất hoan nghênh Apple, họ đã bỏ đi cái cổng Lightning truyền thống sau rất nhiều năm. Và có một cái điểm, một cái thông tin mà các bạn thường sẽ không để ý, đó là cái cổng Type-C này nó có khả năng sạc ngược anh em nhé. Những chiếc iPhone 15 thường và 15 Plus này nó có khả năng sạc ngược cho những thiết bị khác, nhưng mà cái nguồn ra của nó chỉ là 4.5W thôi. Và mình nghĩ là 4.5W thì anh em chỉ có thể là sạc đâu đó cho những chiếc AirPods chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng cho những cái tình huống mà cực kỳ khẩn cấp, chỉ là gọi là sạc để đợi một thời gian để lên nguồn anh em nghe gọi nhắn tin khẩn cấp thôi. Chứ 4.5W thì nó cũng tương đối hẹp, nói chung là méo mó có còn hay không. Về chất lượng của camera cho ra thì ở đây mình đã chụp hình trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, thì ảnh cho ra tương đối là chi tiết rõ nét, đầy đủ và độ tương phản cao, màu sắc rất là chân thực. Và mình nghĩ là cái việc chân thực này thực ra là sẽ có một số anh em, đặc biệt là các chị em sẽ hơi có cảm giác giống mình. Đó là chính vì nó chân thực quá, thành ra là anh em sẽ cảm giác nó không được nịnh mắt cho lắm, nó sẽ hơi nhợt nhạt. Và đặc biệt là các gam màu sáng nó không được đẩy lên cao. Đấy. Còn đối với việc là trong điều kiện thiếu sáng thì với các thuật toán của Apple, máy cũng cho khả năng bù sáng tốt và đầy đủ chi tiết. Về cái hình ảnh chụp chân dung thì ở đây mình đã chụp chân dung cái bản editor của mình, thì anh em sẽ thấy đó là hình được làm mờ và bokeh tương đối tốt, các chi tiết về tóc, về quần áo, về tay. Và đặc biệt khi mà có những cái vật thể gọi là phức tạp đứng gần chủ thể chính thì máy vẫn có khả năng làm mờ background. Cái này mình thấy là Apple họ làm tương đối tốt trong phần là chụp hình chân dung rồi. Còn đối với camera trước thì ở đây mình cũng đã thử chụp hình selfie, thì chúng ta sẽ thấy cái màu sắc trả ra tương đối là chân thực, độ chi tiết cao. Và đặc biệt cũng có khả năng bù sáng tốt nếu như anh em chụp trong điều kiện ánh sáng tối. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta xem kỹ thì màu của nó lại giống camera sau, tức là nó sẽ hơi nhợt nhạt một tí xíu. Và nếu để so gọi là camera trước thì mình không đánh giá cao cam này nếu so với các sản phẩm flagship đến từ Android. Còn về phần quay video thì sao? Thì cả hai máy này, 15 thường và 15 Plus đều có khả năng quay video đó là 4K 60fps. Và đặc biệt anh em sẽ có cái độ chi tiết, độ nét rất là cao khi anh em quay ở chế độ là Action hoặc là Cinematic. Ở đây mình đã thử quay ở cả 1x và zoom lên 2x. Thì khi mình zoom lên 2x thì chúng ta sẽ bị mất một số chi tiết nhỏ. Tuy nhiên thì cả hai máy này đều được trang bị là chống rung quang học. Thật ra anh em hoàn toàn có thể là vừa di chuyển vừa quay video cũng không bị quá là rung đâu.
Còn về phần hiệu năng thì sao? Cả iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus đều được trang bị con chip đó là Apple A16 Bionic. Và với tầm A16 Bionic thì anh em không cần phải lo về các tác vụ hàng ngày rồi. Hai con này cực kỳ mạnh và rất tiết kiệm điện năng, và nó có thể cân tất cả những cái tác vụ mà anh em cần thiết. Và với trải nghiệm cá nhân mình hàng ngày thì mình trải nghiệm từ lướt web, nghe nhạc, xem phim, xem video, chơi game. Và đặc biệt là mình đã thử chơi những game từ game nhẹ, game trung bình, game nặng vừa đến game rất nặng, như là PUBG Mobile, Call of Duty, Liên Quân hay là cả ARK Mobile, và kể cả siêu game mobile như là Genshin Impact cực kỳ nặng. Thì mình bật max setting và máy vẫn cho khả năng trải nghiệm ở mức là 50-60fps rất ổn định, và gần như là không thể nào mà tụt dưới 50fps cả. Và đặc biệt là với một số cái tựa game có thể là họ tối ưu chưa tốt thì đôi khi sẽ có tình trạng là nóng lên khá là nhanh ở phần bên dưới camera này, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phần trải nghiệm. Nói chung là với A16 Bionic thì nó có thể cân tốt tất cả những cái tác vụ hàng ngày, và mình cảm giác là trong có quá trình mình sử dụng thì mình cũng chưa bao giờ gặp phải tình trạng là giật lắc hay là bị đơ máy cả. Và cuối cùng là giá bán. Với phiên bản 15 thường, bản thấp nhất chúng ta sẽ có giá khoảng tầm là 21 triệu, sấp xỉ 21 triệu. Còn với 15 Plus thì chênh khoảng tầm là 3 triệu, tức là khoảng tầm đâu đó 24 triệu cho phiên bản 128GB. Chênh nhau khoảng 3 triệu cho một cái màn hình lớn hơn, cộng với đó là thời lượng pin trâu hơn, cũng khoảng tầm 2-3 tiếng. Thì mình không biết là anh em có thấy là có thực sự đáng giá hay không. Nói chung là với cái trải nghiệm cá nhân mình hàng ngày thì cả hai máy này nó chỉ khác biệt duy nhất đó là ở kích thước màn hình cũng như là thời lượng pin. Vậy thì với những anh em nào anh em cần một chiếc máy với thời lượng pin trâu khi anh em sử dụng rất nhiều tác vụ hàng ngày, từ sáng đến tối đến khuya, anh em vừa làm việc, vừa giải trí, vừa xem video, vừa lướt web, vừa chơi game 2, 3, 4, 5 tiếng liên tục, thì anh em, mình nghĩ là anh em nên chọn iPhone 15 Plus với một cái không gian màn hình lớn hơn, trải nghiệm nó đã hơn. Còn nếu những bạn nào, có thể là các bạn nữ, hoặc là nhu cầu của anh em chỉ là nghe gọi lướt web và giải trí một ít thôi, các bạn muốn có một chiếc máy cầm nắm nhỏ gọn, dễ cầm tay, dễ đút túi, dễ cho vào những cái túi xách nhỏ, và nhu cầu của bạn không giải trí quá là nhiều, thì mình nghĩ là iPhone 15 thường sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn, tiết kiệm túi tiền hơn. Và đó là tất cả những chia sẻ của cá nhân mình sau một cái thời gian trải nghiệm iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus. Còn đối với anh em thì sao? Trong tầm giá khoảng tầm 21-24 triệu, và với cái trải nghiệm thực tế của bản thân anh em hàng ngày, thì anh em sẽ chọn là iPhone 15 thường hay là iPhone 15 Plus, anh em có thể comment ý kiến bên dưới video này nhé. Và nếu như anh em muốn mình so sánh những sản phẩm nào, những chiếc máy nào với nhau, anh em cũng có thể là comment luôn, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều video tiếp theo. Và anh em đừng quên là nhấn subscribe cho kênh YouTube Phong Vũ Official. Bye bye anh em.